báo điện tử VTC News đổi tên miền website của báo từ địa chỉ vtc.vn sang vtcnews.vn. Những ngày này, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng như Thượng tá Phạm Vũ Sơn, trưởng phòng sưu tầm, vui mừng khi chiếc máy bay vận tải quân sự của Mỹ ngựa thồ C-130 nặng hơn 34 tấn được tháo rời, vận chuyển trên 5 xe đầu kéo từ thành phố Hồ Chí Minh về lắp đặt hoàn thiện tại bảo tàng mới đang xây dựng trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội. 13 năm trước, khi ông Sơn là cán bộ cấp úy, bảo tàng đã nhận quyết định của cấp trên chuyển giao ngựa thồ về trụ sở ở 28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, nơi đây không đủ diện tích trưng bày nên máy bay được gửi lại nhà máy A-41 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc tiếp nhận C-130 về trưng bày ở Hà Nội là mong mỏi của nhiều thế hệ cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bởi đây là hiện vật thể hiện thắng lợi vĩ đại của dân tộc, chiến lợi phẩm quan trọng mà quân đội nhân dân Việt Nam thu được khi đánh thắng cường quốc quân sự như Mỹ. Đây là những cái chiến lợi phẩm chúng ta thu được của địch. Sau đó chúng ta đã sử dụng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây Nam và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong giai đoạn sau này. Nó là một trong những cái máy bay vận tải và bây giờ là nó trở thành những cái hiện vật có kích thước to nhất của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Không giống những hiện vật khác, khí tài có kích thước quá khổ đều phải được vận chuyển bằng đường bộ về bảo tàng. Chúng tôi đã tháo dỡ theo đúng kỹ thuật và theo đúng từng cái bước ở trong khu vực phía Nam. Sau đó được xếp lên các cái xe siêu trường siêu trọng với cái kích thước to lớn như là máy bay C-130. Chúng tôi phải sử dụng 5 cái xe siêu trường siêu trọng. Đặc biệt là cái thân máy bay có độ dài là gần 30 mét và cái chiều ngang đường kính của thân máy bay là gần 5 mét, cho nên là đây là một trong cái nhiệm vụ khó khăn nhất để di chuyển cái hiện vật này ra đến phía Bắc. Từ khi tháo dỡ cho đến bao gói, sắp xếp hiện vật lên xe rồi là vận chuyển thì chúng tôi mất khoảng 2 tháng rưỡi. Từ lúc xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội là mất 10 ngày. Trong đó là rất nhiều cái cung đường, đoạn đường gặp khó khăn do đèo dốc quanh co hoặc là qua những cái khu vực mà đường xá nó chật hẹp. Thứ ba nữa là đường đồi núi cần phải có cái sự phối hợp nhịp nhàng. Và đây cũng chỉ là một trong những hiện vật đã được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên vì sao nó chưa được đưa ra trưng bày là lý do là nó quá lớn. Và điều kiện để di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi phải gửi ở trong nhà máy A-41 của Quân chủng Phòng không Không quân trên 10 năm, cho đến khi mà tổ chức triển khai cái dự án đầu tư này, chúng tôi mới có đủ điều kiện, đủ kinh phí, đủ nhân lực để mà di chuyển từ trong kia ra đây để phục vụ trưng bày. C-130 là máy bay vận tải hạng trung, thân rộng, chính thức trang bị cho Không quân và Hải quân Mỹ năm 1956. Phiên bản đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là thế hệ C-130 đầu tiên, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Allison T-56 ba lá. Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam thu được 7 chiếc C-130 và đã bổ sung ngay vào lực lượng phục vụ cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được khởi công từ năm 2020, rộng gần 39 hectare. Không gian trưng bày chính là tòa nhà cao gần 36m, rộng 23.000m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng bán âm. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6, gồm các khu vực trưng bày tầng 1 của tòa nhà chính, quảng trường, đài tưởng niệm và hạng mục phụ trợ. Dự kiến cuối năm nay, công trình khánh thành phục vụ công chúng trong nước và quốc tế.